mái ấm gia đình. Xin chào, rất vui được quen biết cô. John, những thông tin có liên quan tới vụ án của Tàu Tổng đã làm xong chưa? Đưa cho tôi. 5 phút. Mau lên. Chết. Từ từ, từ từ xuống dưới đón Tàu. Tàu Tổng à, luật sư Nghiêm đã ở trong phòng đợi ông. Ông Tàu, hôm nay cái ông rất sáng sủa à. Thiệt hả, Tráng, cậu rất biết nói chuyện đó. Xin mời, xin mời. Sao dở vậy Tư Tư, tụi tôi cứ nghĩ cô không nhận ra Tàu Tổng, định kêu Walter xuống giúp cô. Tôi không nhận ra mặt ổng thôi, nhưng tôi nhận ra bộ vest với lại cặp kính của ổng. Giỏi à. Quá. Giỏi. Hình như sau khi nghỉ phép về cô giỏi hơn đó nha. Thật ra tại lâu nay tôi không chịu đi chữa cái bệnh mù mặt của tôi thôi. Tôi lên mạng tìm hiểu qua rồi, thật ra có nhiều cách để tự chữa. Nếu như tôi không nhớ được khuôn mặt của người đó thì có thể nhớ tiếng nói của họ, quần áo của họ nè. Nếu như tôi chịu đối mặt sớm với bệnh mù mặt này của tôi thì đâu có mang lại nhiều phiền phức cho mọi người. Nè, thì em cũng đâu có muốn đâu. Ở đây ai cũng hiểu hết mà. Nè, mấy người nói chuyện ha. Dạ được. Trả cho cô nè. Nè, Tình Tình. Hả? Cô có nhớ tôi trước đây giúp cho đạo diễn Viên với một kịch bản điện ảnh không? Bộ phim này đã lấy được giải rồi đó. Chúc mừng cô nha. Dương đạo diễn nói sẽ tổ chức tiệc để ăn mừng. Thiên hậu Tiểu Khi cũng đi nữa. Tiểu Khi hả? Tôi nghĩ với thêm một người bạn đi cũng không có vấn đề. Cô nói thiệt hả? Ừ. Tư Tư, sao bây giờ mới tới vậy? Anh Dương, đây là bạn của em Walter. Hello. Hello, Tư Tư, Walter. Hay là qua bên bển chào đạo diễn Dương ha. Ừ. Qua đây. Nè, bộ cô nhận ra là Dương đạo diễn sao? Chỗ này tối như vậy ổng còn đeo kiến đen, tức là ổng rồi. Đạo diễn Dương hả? Tư Tư tới rồi. Chúc mừng ông Dương. Cảm ơn nhiều. Cho cô hay để cô mừng gia. Khi mà chiếu thử, mọi người thích kịch bản của cô lắm. Vậy sao? Nhưng mà cô đừng ngại, tôi không quay theo kịch bản của cô đâu. Dù sao trình độ của chúng ta cũng khác nhau, nhận thức cũng khác nhau. Tôi hiểu. Ê, cô đã coi chưa? Tôi đã thay thế kết cục rồi. Nguyên cả bộ phim thay đổi liền luôn đó. Cô về xem vài lần đi, đáng để học hỏi đó. Tôi biết. Hey, lễ hội điện ảnh ở Thái sau này, bộ phim của chúng ta lại đạt được giải âm nhạc xuất sắc nhất, cũng như là tình tiết hay nhất. Vậy thì bữa đó cô có tham gia hay không? Tôi nghĩ sẽ gặp khó khăn trong việc xin phép, cho nên tôi nghĩ không được. Vậy hả? Cũng không sao, cô cũng chưa quen mấy chỗ như vậy mà. Đạo diễn à, Triệu Tổng tới rồi. Xin lỗi nha, tôi qua bên kia một chút. Xin lỗi nha. Đạo diễn lớn đúng là đạo diễn lớn. Thông thường thì mấy nhà nghệ thuật đa số đều có một chút không bình thường. Tại sao lâu vậy mà vẫn không thấy Tiểu Khi? Lát nữa thấy cổ tôi sẽ giới thiệu cho cô biết. Ở bên kia kìa. Qua đó đi. Triệu Tổng ơi, chúng ta qua bên kia đi. Tháng sau chúng ta... Xin lỗi nha Dương đạo diễn, cổ vừa mới bị rớt kính sắt trồng. Tiểu Khi. Hai Tư Tư. Hình như có người quản lý đang kiếm tôi. Xin lỗi nha. Tư Tư à, đi lấy đồ ăn với tôi đi. Không cần đâu, tôi không đói, cô tự ăn đi. Hai. Hai. Xém chút em quên bộ phim này anh cũng có tham dự. Bộ phim Cuộc Tình Trường Bị lần này lấy được giải quốc tế. Lần trước anh có cơ hội giúp một tay nên hôm nay mới vui vẻ. Hồi nãy nghe đạo diễn Dương nói những nhà phê bình nước ngoài khen kịch bản của em viết rất hay. Chỉ là những lời nói khá sáo thôi. Nếu như hay giống như là anh nói, đã lấy giải kịch bản xuất sắc rồi. Nhưng sau khi em nghe tên của giải thưởng, em cũng không hiểu lắm. Thực ra cái gì gọi là tinh thần độc lập của thế hệ sau chứ? Nghe bạn của anh nói 18 bộ phim lần này tất cả đều được đoạt giải hết đó. Thì ra là giải thưởng thịt heo. Là bởi vì thịt heo rẻ thôi. Có giải để lấy cũng được rồi, tôi chưa bao giờ tới những bữa tiệc như vậy. Lần này em dắt Tình Tình tới đây để lấy chữ ký của Tiểu Khi. Tôi cũng mang CD tới luôn rồi, nhưng mà chỉ lại đi chỗ khác. Sắp tới tôi sẽ hợp tác với cổ quay một MV, muốn ký bao nhiêu cũng được, đưa cho tôi. Thiệt hả? Cảm ơn anh nha. Đừng khách sáo mà. Sắc mặt của em tốt hơn nhiều, áo đầm này của em cũng rất đẹp. Bệnh nghề nghiệp của anh lại tái phát hả? Xin lỗi, sư phụ đã dạy làm được nghề này, bất cứ lúc nào cũng phải ở trong tư thế chiến đấu. Phải ha, bây giờ anh đã có văn phòng riêng, chắc là làm việc cực hơn nhiều. Tôi còn chưa chúc mừng anh thành ông chủ nữa. Đừng có cười mà, mọi thứ bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Em tin là anh có thực lực. Cảm ơn. Tiểu Cây gọi anh qua bên đó một chút, lát nữa nói sau. Giỏi ha, gặp tử nhân mà tỉnh queo, làm như không có gì hết. Tôi không phải làm bộ đâu,
Những chuyện trước kia tôi đã buông xuôi hết rồi. Nếu là tôi không làm được, dù sao cũng đã từng một nửa ngày ngắm đêm nhìn sao, rất khó mà đối mặt. Có thể là cả hai đều hiểu, nếu sống chung với nhau là một quyết định đúng, cho nên vậy thôi. Nghĩa là hiểu nhau nên xa nhau. Mấy chuyện trước đây tôi không nghĩ nữa. Nè, hôm nay ở đây cô quá trời tài tử trong giới nghệ thuật, hay là coi thử có anh chàng nào không? Thực tế vậy sao? Cái này là quyền lợi của những người độc thân. Xin lỗi, cô không có phần. Ok. Nè, hôm nay phòng nhạc tôi đặt trọn 3 tiếng. Anh đừng có chơi chơi rồi chạy đi đó. Có nhớ chưa? Lần trước là đau bụng thiệt đó mà. Không lẽ sáng tác nhạc với cô mà lại một lát chạy vô toilet sao? Tôi không biết là có phải anh đang đóng kịch không, nhưng nếu hôm nay anh không chơi đúng 3 tiếng, đừng có hòng mà về được. Ê, người gỗ kìa. Anh người gỗ, bài hát tiểu thư xứ của anh rất được hoan nghênh đó. Cảm ơn, cũng bình thường thôi. Có phải anh viết lời bài hát này chung với ai không vậy? Đâu có. Nghe nói anh rất thân với cô Tư Tư. Cái đoạn mà anh viết là ở bên em anh rất mãn nguyện, thà đang làm người ngoài cuộc, trong đêm tối vẫn đối diện với bóng đêm. Nội dung bài hát giống 8-9 phần, không phải là ngẫu nhiên trùng hợp đó chứ. Trời ơi, mấy câu chuyện như vậy ai mà không nghĩ được. Xin lỗi mọi người, chúng ta phải tập nhạc. Anh Nghĩa Gỗ, cho hỏi có phải là đang so chép ý tưởng của cô Lý không? Xin chào mọi người, tôi là Lý Tư Tư. Xin chào cô Tư Tư. Tôi được biết là tác phẩm của cô, Cuộc Tình của Trường My, đã lấy được giải trong hội điện ảnh, mà mọi người rất thích tác phẩm của cô. Và tác phẩm của cô tiếp theo cũng sẽ xâm nhập vào những nơi khác trên thế giới, và nhất là tại Trung Hoa. Vậy đứng trên thân phận nguyên tác, cô có cảm thấy sự thỏa mãn hay không? Thật ra một bộ phim ngoài câu chuyện ra thì đạo diễn nè, diễn viên phối nhạc, cắt ghép, vân vân cũng đóng vai trò rất quan trọng. Cho nên lý do dẫn tới thành công chính là công lao của Dương đạo diễn. Tôi chỉ là một phần nhỏ thôi. Vậy thì cô quá khiêm tốn rồi. Nếu như điện ảnh là sự sáng tác của tập thể, thì tôi tin rằng Bầu Trời Suy Tư tuyệt đối là tác phẩm riêng của cô rồi. Có thể nói là vậy đó. Bầu Trời Suy Tư đúng là đã cho tôi khoảng không gian sáng tác rất lớn. Gần đây có những bạn trên mạng tình ý đã phát hiện ra là có một bài hát mới của người gỗ. Có lời bài hát giống như lời văn trong tập 1 của phim Bầu Trời Suy Tư. Và mọi người cũng rất là muốn biết thật ra là phần âm nhạc này có phải là do cô và người gỗ kia cùng nhau sáng tác hay không. Vậy có thể giải thích được hay không? Tôi cũng có nghe qua lời nói của Tiểu Thiên Sứ. Nội dung đúng là có phần hơi giống một chút, nhưng mà tôi cảm thấy đó chỉ là sự trùng hợp, bởi vì tôi không có tài năng âm nhạc mấy. Quan trọng nhất là tôi chưa tiếp xúc qua với người gỗ, nên càng không thể có chuyện viết lời cho ảnh. Cô có biết không, có rất nhiều bạn trên mạng rất muốn biết có khi nào là người gỗ đang cấp ý tưởng của cô hay không? Đừng có nói tôi quan trọng vậy chứ. Thật ra mấy cái tôi viết đâu phải là kiệt tác siêu phẩm gì, chỉ là một chút cảm tưởng trong lòng thôi. Hơn nữa là ai cũng có thể có những cảm tưởng và ý tưởng như vậy hết, cho nên cảm tưởng viết ra có nội dung không khác nhau lắm cũng đâu có gì lạ. Vậy thì cô hãy cho phép tôi thí dụ một điều nha. Nếu thật sự có người ăn cắp ý tưởng của cô có giận hay không? Đứng ở lập trường một người sáng tác, nếu như sản phẩm của tôi có thể kích thích được linh cảm sáng tác của người khác sáng tác, tôi cảm thấy việc đó là tốt. Tôi biết lần này mọi người có những liên tưởng không tốt về tôi. Tôi hy vọng có thể chấm dứt tại đây. Hiếm khi thấy người trong cuộc có suy nghĩ phóng khoáng như cô. Vì tôn trọng sự tự do trong sáng tác, những câu hỏi tiếp theo của chương trình chúng tôi sẽ quay về bộ phim Bầu Trời Suy Tư. Cơm phần B tới rồi đây. Phi à, gần đây ngày nào cũng bắt tôi tới đây ăn cơm chung với cậu. Không phải cơm gà thì là cơm bò. Tôi muốn ăn cơm tàu hũ thịt dồn đó. Trời ơi, sự lãng mạn của đàn ông. Cơm bò cũng được mà, ông đừng có nhiều chuyện quá. Ăn cơm trưa thôi mà, cái gì mà lãng mạn ở chỗ này chứ. Ăn cơm gà rất là có ích đó, thấy chưa, tóc con mọc thêm mấy cọng kìa. Nè, có phải cậu cười cái đầu tóc giả của tôi lần trước không? Tôi thấy nó cũng nhìn tự nhiên lắm chứ bộ. Ông thích là được rồi, còn tôi thích thức uống ở đây cho nhiều lắm, cho nên tôi mới chạy ra đây ăn hoài nữa. Được ăn thì vui rồi, giá đây gấp đôi lận đó nghe chưa. Ý, tôi lãnh tiền bản quyền rồi nha, để tôi bù cho ông 50 đồng. Hơ, cậu hào phóng vậy đó hả, tôi không có dám nhận đâu. Nói tới nói lùi là tại cậu không dám lên căng tin ăn chứ gì. Ăn đồ Tây nhiều quá, khả năng tưởng tượng cũng phong phú hơn rồi đó nha. Đi tè cái đã. Thằng mắc dịch kiếm cớ để khỏi phải trả tiền. Ông Hồng. Hai, ăn trưa hả? Xin chào. Ông Hồng, cơm ở đây ăn cũng rất ngon. Nhân viên văn phòng luật sư, mọi người gọi cơm thoải mái. Walter vẫn còn trên văn phòng, tôi gọi hai hộp cơm rồi về nghe. Cô đã gọi điện thoại cho tôi rồi. Cậu trốn đi bằng cửa sau đi. Xin hỏi các chị muốn ăn món gì? Cơm sườn đi. Cơm sườn hả? Cơm sườn đi. Làm ơn. Không ăn món gì đâu. Hay là mình gọi món cua đi.
kêu món khác đi. À được rồi. Phần mua mang về này là của ai? Chỗ này cảm ơn. Làm ơn tránh giùm. Cảm ơn. Tôi đi trước nha, bye bye. Bye bye, bye, bye. Đã kêu trốn đi bằng cửa sau rồi, bộ cậu không nhận tin nhắn được sao? Nhận được, nhưng mà tôi đâu có biết ông đã xảy ra chuyện gì đâu, cho nên mới ra ngoài ngó thử một cái đó. Tôi không biết nên khen cậu can đảm hay nói cậu ngu nữa. Hả? Chạm mặt như vậy mà không chào hỏi câu nào hết, có phải cậu đang đau lắm không vậy? Dù gì thì tôi cũng quen rồi, lâu lâu cũng có người coi tôi như vô hình vậy thôi, đâu có sao đâu. Không sao thiệt hả? Không thì làm việc đi, tôi qua phòng kế bên dọn dẹp một chút. Và mọi người cũng rất là muốn biết thật ra là phần âm nhạc này có phải là do cô và người gỗ kia cùng nhau sáng tác hay không. Tôi cũng có nghe qua lời nói của tiểu thi sứ, nội dung đúng là có phần hơi giống, nhưng mà tôi cảm thấy đó chỉ là sự trùng hợp thôi, bởi vì tôi không có tài năng âm nhạc. Quan trọng nhất là tôi chưa tiếp xúc qua với người gỗ nên càng không có khả năng viết lời cho ảnh. Cô có biết không, có rất nhiều bạn trên mạng rất muốn biết có khi nào là người gỗ. Anh nói là mua CD mới mà, nghe nhạc mới đi. CD đó để đâu? Phải, trong hộp tủ có cái đĩa của Đặng Lê Quân đó. Anh Cường à, nhạc mới đó. Nhạc gì mà không được chứ, mặc kệ nó cũ hay mới, hay là được rồi. Ba má không cần phải lo đâu, chuyện đã qua rồi, con không sao. Nè, thế như bấy lâu nay con quan sát anh hai, lần thất tình này là anh lấy điểm không ít nhất, và cũng là lần bạo ăn bạo uống nhanh nhất, cho nên anh thật sự không sao nữa rồi. Tự Ni à, con đã yêu hả, bày đặt làm cố vấn tình yêu. Nhưng mà nói gì thì nói, căn bệnh của Tư Tư có chút vấn đề, cổ bị mù mặt chứ đâu có mất trí nhớ, vậy mà không nhận ra cậu Phi. Chú nói coi, có khi nào Tư Tư quên mất anh Phi không? Chỉ nhớ con người gỗ thôi. Nhưng mà cũng không phải, người gỗ với anh Phi rõ ràng là một người mà. Con và Tư Tư đâu có giống nhau. Nè, thật ra thì em thích nghe Đặng Lệ Quân lắm. Anh nói trong học có cái đĩa đó không nghe hả? Tự nhân đã nói không ngại, vòng vo làm cái gì? Anh Cường à, anh chạy lộn đường được kìa. Ý cha, chết rồi. Không sao đâu ba, coi như đi hóng mát đi. Con cũng hay chạy lộn đường mà, quan trọng là biết tìm lại đường đúng để mà chạy. Ủa, phim này trước đây tôi coi chung với cô rồi mà, sao lại coi nữa? Tôi không biết sao dạo này tôi cứ nghĩ tới nữ chính trong bộ phim này. Cổ ngày nào cũng đều nhớ tới những chuyện đã xảy ra. Nước ngoài có nhiều trường hợp như vậy lắm, nhiều khi nghĩ thấy họ cũng tội thiệt. Cũng chưa chắc. Nghĩ theo góc độ khác đi, nếu như những chuyện mà họ đã quên là những chuyện buồn thì mỗi ngày mình lại có cơ hội bắt đầu lại rồi. Tốt hay xấu cũng do mình trải qua mới rút được kinh nghiệm thôi. Những chuyện có buồn cỡ nào thì thời gian sẽ giúp xóa nhòa hết, không cần phải quên một cách khổ sở. Thì cô bị bệnh mà, cô đâu có được sự lựa chọn. Muốn quên được chuyện không nhất thiết phải có bệnh. Tôi có coi một số sách tâm lý, tiềm thức của con người rất kỳ diệu, nó có ảnh hưởng trực tiếp tới ký ức của đại não. Tôi biết chị muốn nói gì. Tôi có lên mạng coi qua một số trường hợp, nói là có người muốn quên một người nào đó thì tiềm thức của người đó là ảnh hưởng tư tưởng của họ. Tới một ngày kia, khi người đó thức dậy, họ thực sự có thể hoàn toàn quên sạch sự tồn tại của người đó. Vậy cô nghĩ chứng mù mặt là một trong những nguyên nhân đó? Ý của chị là... Tôi có nghe Walter nói thái độ của Dương đạo diễn đó rất là tệ, rất tự kiêu. Lúc đầu cô còn nhận ra ổng, sau đó cô coi ổng như là vô hình. Không phải vậy đâu, tại ổng không có đeo kiếng đen cho nên tôi không nhận ra ổng thôi. Nhận không ra một người đạo diễn cũng là chuyện nhỏ, nhưng có một số người cô thật sự không có quan tâm, cô đã quên họ à? Anh đã xuất hiện rất nhiều lần bên cạnh em, nhưng mà em cũng không biết anh là ai. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã hay thầm trách ông trời, tại sao lại cho tôi mắc bệnh này chứ? Nhưng mà tới bây giờ khi đã lớn, tôi phát hiện mình rất may mắn có thể lấy lý do này để quên đi sự tồn tại của vài người. Có thể nhờ vậy, đối với tôi, hai người đó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là cô biết có đúng hay không? Ok, được, đã hiểu hết. Cô cứ từ từ mà coi. Nếu lát cô ngủ không được thì mua giùm tôi bộ Đông Tà Tây Độc. Đông Tà Tây Độc? Trong phim đó Leslie có nói qua một câu, nhiều lúc cô càng muốn biết có phải mình đã quên đi rồi không, nhưng ngược lại càng nhớ rõ hơn. Nghĩ nhiều như vậy, thật ra đang nói một câu chuyện đùa với chính mình.
Tôi cảm thấy lời nói này rất là kinh điển. Được, 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 cảm ơn. Bye bye. Nè anh Phi, ngày mốt ở quảng trường nghệ thuật có một số nghệ sĩ đường phố mở một cuộc triển lãm. Đơn vị tổ chức nói là người gỗ là một trong những hình tượng, cho nên muốn anh tới đó hát một bài. Có hứng thú hay không vậy? Nghệ sĩ đường phố tất nhiên là có hứng thú rồi. Nhưng mà show diễn lần này không có cát xê đâu. Vui như vậy đâu có gì đâu. Tôi đúng là không hiểu nổi anh. Không biết tôi có bệnh hay là anh có vấn đề nữa. Chuyện càng lỗ vốn thì anh càng thích làm. Vấn đề này mà cô cũng hỏi được, rõ ràng cô bị bệnh rồi mà. Anh không biết lại có bệnh nữa đó. Anh đó, có nghe qua bài phỏng vấn trên đài của Lý Tư Tư hay không? Người ta nói là không quen biết với người gỗ kìa. Rốt cuộc có phải anh với người ta có chuyện gì không? Nói ra tôi nghe đi. Không phải cô nói là giúp má cô đóng tiền điện thoại hay sao? Đi lẹ đi, mau lên, mau lên, mau lên. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye nha. Sáng nay có người nói là sẽ làm việc mà. Cổ rất là phiền, nếu tôi không nói như vậy cô không có chịu đi đâu ông Hồng à. Có người nhột nhạt thì nhận đi. Lại tới lúc gọi thức ăn mang tới rồi. Chờ một chút đi. Cả tháng trời này không phải cơm hộp thì là cơm tây, vừa mắc mà lại vừa không có no bụng. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn cơm tàu hũ thịt dồn mà thôi. Được, 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 hay lắm. Ở Nguyên Lãng có một món ăn rất là ngon. Tôi làm người tốt đi ăn với ông, chịu không? Chỉ là ăn trưa thôi, chạy tuốt luốt lên trên Nguyên Lãng ăn, vậy cũng được sao? Thì thuận đường ghé qua đại vệ rồi thu gom ba cái đồ cũ luôn. Phi à, trái đất này nó tròn lắm. Cậu trốn chỗ này, trốn chỗ kia, trốn vô cái ổ gà luôn rồi. Cậu muốn mình trốn tới khi nào chứ? Có thể không gặp thì cố gắng giữ khoảng cách vậy thôi. Tôi có cách rồi. Theo lời nhà của cậu, di cư ra vũ trụ, khỏi gặp nhau luôn ha. Ông có cần phải nói móc tôi vậy không? Tôi nói móc cậu đó hả? Cả tháng trời này không được ăn cơm tàu hũ dồn thịt. Nếu không phải vì cậu, tôi đâu có ráng bành cái cổ ra đút cơm bò, cơm gà. Thôi được, ông thích ăn đồ mỡ như vậy cô chừng bị mỡ trong máu luôn đó. Nè, cậu định trốn tránh cho tới chừng nào vậy? Hay là tôi mời ông đi ăn hủ tiếu thịt bằm ha? Thôi đừng. Nam nhân đại trượng phu, 18 năm sau là một hảo hán. Nếu như cậu không thể buông tay thì kiếm người ta làm lại từ đầu. Cơm xá xíu hồng ký, thêm một dĩa cải xanh. Thôi biến đi. Bây giờ tôi lên canteen ăn tàu hũ dồn thịt. Nếu là đàn ông thì đi theo tôi, còn nếu không thì ngồi đây mà tự mình suy ngẫm lại đi ha. Làm lại từ đầu cái gì chứ? Bộ thật sự được sao? Hồi nay giờ hả, nhìn nhìn chờ cơ, duyên châu có câu ngồi em lại tổ thiên hạ. Người gỗ kìa. Anh người gỗ, cho em chữ ký của anh đi. Được. Cảm ơn. Nè, hồi nãy ở phòng bên cạnh Lý Tư Tư có một buổi chia sẻ đó, chị có đi nghe không? Tôi đương nhiên có nghe, cậu nói hay lắm. Phải đó. Anh người gỗ. Tôi xin lỗi. Của cô nè. Cảm ơn anh nha. Nam nhân đại trượng phu, 18 năm sau sẽ là một hảo hán. Nếu đã không thể buông tay thì cậu kiếm người ta làm lại từ đầu đi. Thành giây liêu hiên đông liêu lầu lưới liêu sát mong liêu chẳng linh ngô vẫn đâu đâu cứ xin kỳ đời giờ sẽ cả xa hà vẫn nhìn buổi nay giờ hà nhìn nhìn chờ cơ duyên châu có cùng ngồi nhìn lời đầu thiên hà nhìn nhìn trời ta chết chết
醉了，牵动了，流泪了，失望了，曾令我温度都缺少。Có thể em sẽ không nhận ra anh, nhưng mà không sao. Em có thể coi ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp nhau. Xin chào em, anh là Thượng Quan Phi. Chào anh, em là Lý Tư Tư, rất vui được biết anh. Nhân thái biến giờ, linh hồn chìm sâu, mong chờ anh, đổi biệt nhân, yêu duyên một khắc. Sò sò đi thâu mong chàng nì yên an sâm Ngô hủy vinh yên bụt trôi bò Chỉ cho sâu phụ thiên sĩ đô sân bò Yên hò Thông